Ghi bàn lịch sử, Quang Hải được báo Pháp thức trắng cả đêm để ca ngợi, chuyên gia chấm điểm cực cao. Sáng sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ Hà Nội, Quang Hải đã ngồi dự bị trong trận đấu giữa câu lạc bộ Pau và Rodez ở vòng thứ 11 Ligue 2. Anh được tung vào sân ở phút 78 để thay cho In Bao, người đã ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Pau. Quang Hải là sự thay đổi người thứ tư của huấn luyện viên Tholot. Ở thời điểm tiền vệ đội tuyển Việt Nam vào sân, câu lạc bộ Pau đang bị dẫn trước 1-2. Anh được huấn luyện viên trưởng xếp ngay ở vị trí hộ công sau lưng của tiền đạo Maron. Ngay khi vào sân, Quang Hải thường xuyên di chuyển gần và sẵn sàng xâm nhập vào vùng cấm. Cách chơi này đã mang lại hiệu quả. Phút thứ 86, Quang Hải đã di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự của Rodez, nhận đường truyền của Kouassi. Anh khống chế gọn gàng rồi cuốn lỏng hiểm hóc, đưa tỷ số 2-2 cho Pau FC. Hàng thủ Rodez đã cứ tỏ ra ngỡ ngàng khi mà trọng tài công nhận bàn thắng của Quang Hải. Họ cho rằng số 19 của Pau FC đã rơi vào thế việt vị. Thậm chí một trợ lý bên phía của Rodez còn phản ứng gay gắt và trọng tài đã cho thẻ đỏ. Tuy nhiên, bàn thắng của Quang Hải là hợp lệ. Hàng thủ Rodez đã dâng cao để bẫy việt vị, nhưng mà vẫn còn một cầu thủ đang nằm ở dưới vị trí Quang Hải. Sau hàng triệu sự chờ đợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cuối cùng Quang Hải cũng đã có cho mình một bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Pau FC. Đây là một bàn thắng quyết định giúp đội nhà tránh khỏi một trận thua muối mặt tại sân Nou Camp. Cũng như hòa chung trong tâm trí phấn khởi của các cổ động viên Việt Nam, nhà báo Letter cũng đã gọi Quang Hải là đấng cứu thế của Pau FC. Cụ thể, trong bài viết của mình, nhà báo này đã không ngần ngại giật tiêu đề Quang Hải đấng cứu thế của Pau FC. Trong bài viết của mình thì ông Letter cũng đã chia sẻ, một lần nữa Pau FC gần như đã thua cuộc, nhưng mà một bàn thắng ở giai đoạn cuối trận đã giúp cho đội có được một điểm số. Trước Rodez, Pau FC đã trải qua điều tương tự. Trước khi Quang Hải có bàn gỡ hòa 2-2 đầy quý giá ở phút thứ 86, mang về một điểm cho Pau FC. Bàn thắng này biến cho cầu thủ Việt Nam trở thành đấng cứu thế của Pau FC, một bàn quá quan trọng. Chia sẻ sau trận đấu thì Quang Hải đã xúc động nói, tôi rất hạnh phúc và vui sướng khi mà có lần đầu tiên ghi bàn trên đất Pháp. Cảm giác này không thể diễn tả nổi. Cảm xúc dâng trào và sự xúc động có gì đó thật khác so với những lần ghi bàn tại Việt Nam. Những tình huống và tôi đã kịp xử lý chạy xuống để không bị rơi vào thế việt vị. Bố mẹ tôi đã chứng kiến ở trên khán đài. Sau trận đấu thì cũng có một cảm giác thật lạ. Nhìn lên khán đài, nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay, xúc động vô cùng. Đây là một bàn thắng đầu tiên của Quang Hải ở Ligue 2 kể từ khi gia nhập đội bóng bắt đầu từ tháng 7/2022. Pha lập công này giúp cho anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu và ghi bàn. Cựu tiền vệ của Hà Nội FC đã nổ súng trong trận thứ 8 tường ra sân trong màu áo của Pau FC sau hơn 200 phút thi đấu. Có thể nói bàn thắng đầu tiên này đóng vai trò rất quan trọng đối với Quang Hải, giúp cho tiền vệ này cởi bỏ được những áp lực tâm lý. Hy vọng ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam thì sẽ được trao cơ hội ra sân nhiều hơn và tiếp tục tỏa sáng trên đất Pháp trong thời gian tới. Ngoài ra, Quang Hải cũng đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi mà trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại một môi trường bóng đá hàng đầu như Pháp. Đây chắc chắn sẽ là một bước tiến rất lớn trong cuộc đời của cầu thủ này. Khi mà ở trận đấu trước đó gặp Metz, huấn luyện viên Tholot còn không cho Quang Hải vào sân. Ở trận đấu tiếp theo thì Pau FC sẽ hành quân tới sân của câu lạc bộ AC trong khuôn khổ vòng thứ 12 Ligue 2. 21 năm trước khi mà Quang Hải tới Pháp, Lê Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở nước ngoài theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh tới Trung Quốc. Sau Huỳnh Đức, không ít lần các tuyển thủ của Việt Nam cũng đã ra nước ngoài thi đấu, tuy nhiên sự thành công thì rất hạn chế. Đoàn Văn Hậu chỉ xuất hiện 4 phút, Công Phượng ra sân 17 lần trong 3 lần xuất ngoại, chủ yếu là ngồi ghế dự bị. Ở vị trí thủ môn thì Đặng Văn Lâm có một lợi thế khi mà bắt chính 38 trận cho Mùa An Thông, nhưng mà khi chuyển sang Nhật Bản khoác áo của Seiro Osaka, anh chỉ 5 lần đứng trong khung gỗ. Vì vậy, Công Vinh vẫn đang là cầu thủ tốt nhất khi mà chơi bóng ở một môi trường đỉnh cao Anh, có 11 lần ra sân và ghi 2 bàn kiến tạo. Thật dễ dàng để nói là các cầu thủ Việt Nam thất bại ở nước ngoài là vì vấn đề năng lực, nhưng không hẳn. Chính truyền thông nước xứ sở tỷ dân thì cũng đã thừa nhận Huỳnh Đức chung đẳng cấp với các cầu thủ trên địa bàn và hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Trước khi ghi bàn vào lưới thì anh đã nổ súng thường xuyên, đồng thời có nhiều pha kiến tạo trong các buổi tập của câu lạc bộ chủ quản. Có thể thấy việc ra nước ngoài thi đấu của nhiều cầu thủ Việt Nam đã được dàn xếp bởi các câu lạc bộ với nhau, phần lớn nằm trong chương trình giao lưu và mang tính thương mại, bất đắc dĩ. Chưa sang tới nơi thì nhiều người đã tính ngày về. Dù có thể là tốt hơn nhưng mà họ ít nỗ lực, hoặc là nỗ lực thì cũng không đủ để thích nghi. Với tính chất của hợp đồng thì họ cũng không được vị huấn luyện viên và đồng đội coi trọng. Công Vinh từng đã tự kể trong chuyện của mình rằng anh không thể hòa nhập khi vào tới Lexon. Không thành thạo tiếng Anh thì lại càng không biết tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời từ chối văn hóa của đội bóng. Tiền đạo xứ Nghệ đã rơi vào cảnh bị cô lập. Trong buổi tập thì lại lưu tù trở về căn chung cư được câu lạc bộ cấp, sau đó đếm từng ngày để hồi hương. Khi mà tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc tại câu lạc bộ, lúc ấy anh đã ở tuổi xế chiều. Ngoài sự ràng buộc hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, anh cũng có quá nhiều mối bận tâm, chẳng hạn như là gia đình và không để gắn bó lâu dài hơn với câu lạc bộ chủ quản. Muốn xuất ngoại thành công, đầu tiên là phải xuất phát từ nhu cầu của chính cầu thủ, họ phải khao khát ra nước ngoài để thách thức với các giới hạn và nâng tầm bản thân. Không phải anh cũng có thể bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận bỏ ánh hào quang ở trong nước và dấn thân vào thử thách.
Quang Hải là một trong số ít dám làm và dám định hướng sự nghiệp. Tới Pháp theo con đường là chính ngạch, anh giải phóng mình ra khỏi những sự ràng buộc với câu lạc bộ, sau đó chọn một đội bóng phù hợp ở một giải đấu phù hợp, giới thiệu mình và bắt đầu từ con số 0. Ngay trong ngày xuất ngoại thì anh cũng đã nhấn mạnh không ngoài mục đích nào khác ngoài việc hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp. Với động lực tự thân, Quang Hải dĩ nhiên đã nhận được sự quan tâm và sự thích nghi rất là lớn. Anh lao vào học tiếng Pháp bằng nhiều cách, thông qua từ điển, Internet. Cầu thủ 25 tuổi cũng đã theo đuổi chế độ dinh dưỡng lành mạnh từ trước đó, bên cạnh sự nỗ lực không mệt mỏi trên sân, luôn đến tập sớm và về muộn. Đó là lý do vị chủ tịch của POFC là người có thể quan sát từ sân tập qua cửa sổ văn phòng ca ngợi tân binh ở Việt Nam là một chiến binh mẫu mực. Tất cả đã tạo nên một khởi đầu khá tốt cho Quang Hải. Anh có những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ ở nước Pháp với phong thái đầy tự tin, đồng thời phát huy được những phẩm chất. Cầu thủ 25 tuổi cũng đã nhận được sự tin tưởng từ các đồng đội và đang trở thành một phần lớn của đội mình. Nhưng mà vị huấn luyện viên trưởng thì còn kỳ vọng lớn hơn như thế. Ông muốn Quang Hải là một phần quan trọng, thậm chí không thể thiếu. Với những gì đã thể hiện và thêm thời gian để hiểu đồng đội cũng như là điều chỉnh một chút phong độ thi đấu, Quang Hải hoàn toàn có thể làm được điều đó. Trong cuộc phỏng vấn riêng với báo Tiền Phong, Quang Hải chia sẻ rất hạnh phúc ở cuộc sống ở châu Âu. Anh đang tận hưởng một hành trình chứ không phải là chịu đựng và đếm ngày trở về, một thời kỳ trăn trở xuất ngoại đã qua. Không phải người tiên phong nhưng mà Quang Hải đã là trở thành một ngòi nổ, mở ra một con đường khác để tiến ra thế giới. Với bước chân của Quang Hải, chúng ta hy vọng chào đón một thế hệ dám mơ ước, dám sẵn sàng để bước qua giới hạn. Khi mà các cầu thủ tự ý thức được việc nâng cao bản thân, đồng nghĩa bóng đá Việt Nam sẽ được nâng tầm và chúng ta cũng sẽ tới gần hơn với giấc mơ của cúp.